Xin chào mọi người. Tên Võ Đế Tôn Diệp Thành 928. Giữa vạn chúng chú mục, thánh thể của Diệp Đại Hầu cấp tốc phục hồi như cũ. Mỗi một đạo vết thương đều oanh lấy từng tia từng sợi đạo tắc. Có sát khí đại đế phun ra nuốt vào, tuôn ra chân lực tinh túy. Toàn thân anh cũng hiển hiện dị tượng, chính là hỗn độn giới. Nhất sơn nhất thủy, mỗi ngọn cây cọng cỏ đều sinh động như thật. Anh đứng ở trong đó, thần mang bắn ra bốn phía, thánh thể hoàng kim được rèn đúc giống như một tôn đại đế, lại càng giống như một tôn tiên vương đế đạo. Diệp Hào lẩm bẩm, tĩnh tâm cảm ngộ. Anh nhắm mắt lại như nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Đó là đạo, đế đạo. Còn chỉ có đại đế mới thể nhìn thấy, quá mức mờ mịt, quá mức huyền ảo, chưa thể nhìn mà thèm. Đó chính là đỉnh phong, đại đạo đỉnh phong, đế cùng đạo sóng vai, đế đạo chính là đại đạo. Anh đã nhìn thấy đại đạo. Sau khi nhìn thấy đại đạo, tâm cảnh của anh cũng thăng hoa đến cực điểm. Cái nhìn kia còn đáng giá hơn so với ngàn năm tu luyện, tài phú vô giá. Chân chính là thánh vương rồi. Lúc Diệp Hào đang nhắm mắt cảm ngộ thì lời nói của tứ phương liên tục không ngừng vang lên, nối tiếp thành một mảnh, càng ngày càng khó nhìn thấu được hắn. Tất cả mọi người đều thở dài, tuy là đại thần thông giả cũng không nhìn thấu được Diệp Hào. Lấy chiến lực bây giờ của hắn có thể ngạnh cương với đại thánh, không ít lão bối trầm ngâm âm thầm tính toán độ sâu của Diệp Hào. Đồ sát 16 đại đế thì đại thánh chỉ là cọng lông ngạo cương cái rắm gì chứ. Lão tổ những đế xua tay thở dài lại tặc lưỡi, như muốn đem chiến tích của Diệp Hào đều sắc ra tới, thật sự có thể hù chết người ta. Sự kinh nghiệm của hắn đã che khuất liệt đại thánh thể tiền bối. Chúng tuần đế đại sở ôn hòa cười một tiếng đều rất vui mừng. Thiên kiêu được 16 đại đế tán thành, chú định không hề tầm thường. Thế nhân đều minh bạch, một tôn hoàng của thánh thể trỗi dậy sẽ làm lu mờ vinh quang của tiền bối, sáng lập nên thần thoại bất hủ. Bên trong tiếng nghị luận, thân thể các vị chuẩn đế đều rung động. Tiếp theo đó, từng đạo tiên quang từ trong cơ thể bọn người bay ra, chính là từng tôn đế binh, cực là đế binh của cấm khu. Cấm khu đang triệu hồi đế binh, muốn thu về đế khí đã cho mượn. Các vị chuẩn đế cho dù khó chịu nhưng cũng ngăn được đế binh, cũng may là không có đi nệ các hồng hoang tộc khác. Lần này nếu như đánh tới cấm khu đột nhiên thu hồi đế binh, đó mới là nói nhảm. Chỉ có điều không thể phủ nhận, cấm khu lần này hoàn toàn chính xác là tương trợ thành công. Nếu không phải nhờ có trăm vị đế binh thì cũng khó diệt được đằng gia tộc. Ở một phương khác, Diệp Đạo đã thu liễm thần mang, đạp không trung mà đến. Thần mâu sáng như đuốc, khí huyết tràn đầy, lại tại giới thiên kiếp mà niết bàn, cơ duyên tạo hóa đến nội tình của anh càng thêm thâm hậu. Cái vụ trâu bò này vẫn có thể giả bộ được đó. Nhân vương tiến lên chính là một chân đạp tới. Lúc ngươi đánh nhân hoàng, sao ngươi lại hung dữ như vậy? Vừa thấy thế, không ít người đều muốn vọt qua, cũng muốn đạp Diệp Hào, như là ma uyên, như là thiên sắc, như là thần vật. Bọn hắn, những người này đều cùng 16 tôn đại đế thanh niên có quan hệ, hoặc là người yêu, hoặc là tiền bối, hoặc là phụ hoàng. Thế nhưng là tất cả đều bị Diệp Hào thu thập. Cái loại cảm giác này cực kỳ xấu hổ đến muốn đạp chết Diệp Hào. Kèm chút ta đã bị diệt. Diệp Hào không khỏi cười cười, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, chính là màu đen nhánh. Anh là người đột kích, không có người nào rõ ràng hơn so với anh. 16 tôn đại đế là có bao nhiêu đáng sợ. Từng chiêu đều là tiên pháp đế đạo, cho dù chỉ có một cái lắc thần cũng thể bị chôn thây. May mắn thay, anh cũng vượt qua được. Dưới cổ tử nhất sinh mà niết bàn, tạo hóa vô cùng tận sẽ giúp anh đăng lâm đỉnh cao. Thấy khóe miệng Diệp Hào tràn đầy máu tươi, chúng chuẩn đế đều nhíu mày, có thể nhìn ra được. Diệp Hào cho dù vượt qua thiên kiếp, tuy có được cơ duyên, thế nhưng là cũng chịu tổn thương không thể xóa nhòa. Loại tổn thương kia đến từ đế đạo,
chính là phản vệ của đế đạo. Sát khí đại đế cũng quá mạnh, đã thương tổn tới căn nguyên của anh. Cuối cùng rồi cũng sẽ phục hồi như cũ thôi. Diệp Hào nhẹ nhàng lau máu tươi, nhưng mỗi chớp mắt tiếp theo máu lại tràn ra, lau cũng lau không hết. Lúc này ba đạo tiên mang từ một bên tinh không lao đến, nhìn kỹ chính là Thiên Lão, Địa Lão cùng Đan Tôn. Lúc trước bò cùng Cơ Tích Băng đuổi theo giết thái tử Đằng Xà tộc, tuyệt nhiên không ở lại đây, cũng nhìn thấy thiên kiếp. Ba người các ngươi đến muộn rồi, không thấy được vở kịch khoáng thế. Nhân Vương không ngừng tặc lưỡi, còn cười trên nỗi đau của người khác. Vở kịch sao? Vở kịch gì chứ? Ba người nhao nhao sững sờ nói. Sao chỉ có ba người các ngươi thế? Cơ Tích Băng đâu rồi? Thái tử Đằng Xà tộc đâu? Viêm Hoàng hỏi, cũng không nói gì về vở kịch. Tiểu tử kia chạy quá mượt, phải nói là đế binh Đằng Xà quá mượt, cắm đầu đuổi theo liền con mày nó, không còn hình bóng. Đi lão hùng hùng hổ hổ, mặt mo cũng đen thui. Cấm khu thu hồi đế binh, càng khó bắt giữ được khí tức đế binh của Đằng Xà. Đan Tôn thở dài, thần sắc cũng tỏ vẻ bất lực. Thế nào mà Cơ Tích Băng không trở về cùng các ngươi chứ? Thiên lão quét nhìn một vòng, cũng nhìn thấy Cơ Tích Băng có chút ngạc nhiên hỏi ra. Đây mới là nói nhảm đó, nàng nếu như đã trở về, chúng ta còn phải hỏi ngươi sao? Ba chuẩn đế, thân thể đều có đế binh, liền một thằng thánh vương đều không đuổi kịp. Có còn biết xấu hổ hay không thế? Nhân Vương mắng. Có năng lực, ngươi đi mà dí à? Thiên lão chửi ầm lên. Bà nội ngươi còn dám mắng ta, ta cái thằng này tính tình thô bạo lắm đó. Đủ rồi. Sở Hoàng nhíu mày, hừ lạnh. Thái tử Đằng Xà tộc tuy là trạng thái nguyên thần, lại là có thể tự do trưởng khống, ít kể giới hạn. Càng có đế binh Đằng Xà giúp đỡ, Cơ Tích Băng nếu là đuổi kịp, sợ cũng phải là đối thủ của hắn. Tìm được hắn rất to lớn, ngày sau hắn sẽ là đại họa. Nhưng vấn đề là, không biết con rắn nhỏ kia chạy đi đâu. Đi lão ho khan, 80% là hắn đã ẩn trốn rồi. Người lúc trước khắc ấn ký vào trên người thái tử Đằng Xà tộc có còn tồn tại hay không? Đông Hoàng Thái Tâm nghiêng đầu nhìn Diệp Hào. Đã bị xóa mất rồi. Diệp Hào sắc mặt hơi khó coi. Lấy tâm trí thái tử Đằng Xà tộc, hắn tự có thể nghĩ ra đại sở là như thế nào mà tìm được Đằng Xà tộc, như thế nào hắn lại giữ ấn ký trên người được chứ. Ca này khó giải quyết rồi đó. Chúng tôi đến sắc mặt cũng khó coi. Ta đi tìm. Diệp Hào lúc này nhấc chân vượt ngang tinh không, xuất ra vực môn, nháy mắt liền biến mất trong tinh không. Mang theo đế binh đi. Bạch Chỉ phất tay, đế binh lao vút ra như một đạo tiên mang, đi theo Diệp Hào tiến vào vực môn, mà nàng rất tự giác tiến vào pháp khí động lô của Thiên Lão. Để đừng nhàn rỗi nữa, đi tìm đi. Đông Hạ Tâm hạ lệnh, bước liên tục nhẹ nhàng, lao thẳng đến một phương như một đạo tiên mang. Chúng chuẩn đế đại sở cũng như thế, riêng phần mình chạy về phía tinh không. Một thánh vương không đáng sợ, đáng sợ là có thể tự do trưởng khống, huyết kế giới hạn, càng là có một tôn cực đạo đế binh giúp đỡ. Đội hình như thế, nếu như cho nó đầy đủ thời gian, hắn sẽ là cửa kình vạn cổ, mà lại là một tôn cực kình đáng sợ. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thái tử Đằng Xà tộc đối với đại sở mà nói chính là quả bom hẹn giờ, uy lực còn rất lớn. Gia trì tiên mẫu cũng khởi hành. Cơ Tích Băng là người của đại sở, nhưng đời này của nàng cũng là thần nữ gia trì, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Thân là tiên mẫu, nàng không thể không quan tâm. Vội như vậy chạy làm cái gì chứ? Mắt thấy thần thái vội vàng của chuẩn đế đại sở trước khi xuất phát, tứ phương đều vò đầu bứt tai, không rõ ràng cho lắm. Quan tâm tới bọn hắn là cái gì? Có người đã vắt tay rời đi, không có 100 tôn đế binh còn tài giỏi hơn được Hồng Hoang hay sao? Vở kịch kết thúc rồi, ai về nhà đấy đi. Người tứ phương nhao nhao rút đi, trong tay đều cầm theo tinh thạch ký ức, để không hề nhàn rỗi đem hình ảnh đấu đế thác ấn hết lại. Hôm nay tới đây hoàn toàn chính xác không uổng công, thấy Đằng Xà bị hủy diệt thực là đại khoái nhân tâm, cũng thấy được thần kiếp từ ngàn xưa. Chuyện duy nhất chính là thấy được thần tư của 16 tôn đại đế vinh quang vô thượng này
đủ để cho bọn hắn nổ trên 800 năm. Nương theo một tiếng thở dài cảm khái, bóng người từ từ đi xa. Phiến tinh không này tức thời trống trải, chỉ có xương máu tung bay, chỉ có thịt dịch hoành hành, toàn bộ đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Có lẽ không một ai chú ý tới, bên trên một mảnh hư vô mờ mịt vỡ ra một khe nứt, trong đó tối đen như mực. Đó là lỗ đen, không thấy bóng dáng một ai, nhưng xuyên thấu qua khe hở kia, có thể thấy được một đôi mắt cô quạnh, đờ đẫn, vô tình nhìn ra khe hở, quan sát mảnh hào vũ tinh không này. Đó là đế thể đằng xà, chỉ khẽ liếc mắt, khe hở liền khép lại. Hắn tự nhiên không ra tới, chỉ ở tại bên trong lỗ đen, như một u linh, lén liếc mắt nhìn liền biến mất. Một tôn nửa đế, đại sở lần này phải chịu khổ rồi. Bên trên đỉnh minh giới sơn của minh giới, minh đế bất nghĩ lắc đầu. Thật sự, nếu như hắn nổi cơn điên, so với tên thiên ma còn càng đáng sợ hơn. Bình đỉnh tướng chẳng, nước đến đất chặn, chớ có xem thường đại sở. Đế hoàng cũng hơi lo lắng nói ra. So sánh với đế thể, ta lại càng hiếu kỳ. Thái tử đằng xà tộc kia có thể tự do trưởng khống huyết kế giới hạn. Lấy sự lịch duyệt của ta, chưa bao giờ có tiền lệ này. Đằng xà đế vốn là quỷ dị, thì hậu bối của hắn cũng rất yêu nghiệt. Minh đế thả nhiên nói. Chỉ có điều lấy suy đoán của bản đế, cái gọi là tự do trưởng khống huyết kế giới hạn nhất định phải trả cái giá rất lớn, ví dụ như hiến tế thọ nguyên. Bên trong tinh không, Diệp Đạo bước ra khỏi vực môn, mở ra luân hồi nhãn, quét nhìn tứ phương, thần thức cũng mở ra tới vô hạn. Thế nhưng là tiếc nuối chính là anh cái gì cũng tìm không được. Tìm suốt đoạn đường này, chớ nói là thân ảnh Cơ Thích Băng cùng thái tử đằng xà tộc, liền một chút xíu chấn động của trận đại chiến đều không có. Tinh không này quá lớn, quá mênh mông, không có chấn động đại chiến, muốn tìm ra hai người bọn họ như mò kim đáy biển. Phương Đông, đang lúc thời điểm Diệp Đào hết đường xoay sở, đế kiếm trong tay anh khẽ tranh minh một chút, lại thổ lộ tiếng người. Nhìn tư thế này thì linh trí của nó còn không hề thấp. Đa tạ, Diệp Đào cũng không hỏi lại, lao thẳng đến Phương Đông. Cùng là pháp khí đế cấp, giữa cực đạo đế binh cùng cực đạo đế binh nhất định phải có mối liên hệ nào đó cực kỳ huyền ảo. Đó là đế binh chỉ dẫn, anh sẽ tin tưởng không điều kiện. Đây là tinh không đen kịt một màu, tràn ngập sương mù, ngay cả từng ngôi sao cũng đều lộ ra vẻ tĩnh mịch cổ xưa. Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ đang kêu gào. Theo một tiếng ầm ầm truyền ra, một ngôi sao tĩnh mịch ầm vang nổ tung, đá vụn như sao băng lao về hướng sâu trong tinh không. Tiếp theo đó chính là cực đạo đế uy như một quầng sáng lan tràn tới vô hạn. Nó đi tới đâu, sương mù đều bị xua tan tới đó, từng ngôi sao trời đều bị nghiền ép thành tro bụi. Rất hiển nhiên là có người đang đại chiến, mà đôi bên đại chiến kia không phải là ai khác, chính là Cơ Thích Băng cùng thái tử đằng xà tộc. Hai người thân thể đều có đế binh, chấn động của trận đấu chiến cực kỳ to lớn, mỗi lần va chạm đều có dị tượng hủy thiên diệt địa truyền ra. Hôm nay liền dùng tính mạng của ngươi tế điện tộc ta trên trời có linh thiêng. Thái tử đằng xà tộc nhe răng cười, hai mắt đỏ như máu, dày đặc đáng sợ, giống như một ác ma, còn càng giống như là lệ quỷ. Hắn đã không phải ở trạng thái nguyên thần, nhưng lại mở ra được huyết khí hạn, ngưng tụ ra thần xác, tay cầm đế binh đằng xà tộc, sát khí mãnh liệt che kín một mảnh lại một mảnh tinh không. Phía đối diện, Cơ Thích Băng thanh thoát mà đứng đó, tay cũng cầm đế kiếm, tóc dài của nàng đã hóa thành tuyết trắng, giữa lông mày có khắc chiến đạo thần văn cổ xưa. Nhìn xem liền biết nàng đã mở ra rất nhiều cấm pháp. Khóe miệng của nàng có máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng tái nhợt, tiêm y trắng nõn của nàng nhuộm từng sợi máu tươi. Có một vết thương bên trên vai ngọc, rất chói mắt, có u quang lấp lóe, hóa giải tình khí của nàng, thôn phệ lấy chân nguyên của nàng. Nàng cũng phải là đối thủ của thái tử đằng xà tộc. Chuẩn xác hơn mà nói, đằng xà mở ra huyết kế giới hạn, chiến lực đã cao hơn nàng,
Nếu không phải có đế binh bảo hộ thì nàng sớm đã trở thành u vân trên thế gian. Giết, 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 giết. Thái tử đằng xà tộc dữ tợn gào thét, một kiếm chém ra, một đạo tinh hà huyết sắc, tinh không vỡ ra, hắn đã nổi cơn điên, điều động bản nguyên bất kể đại giới. Cơ Tuyết Băng không nói gì, không lùi mà tiến tới, huy động đế kiếm, một kiếm chặt đứt tinh hà huyết sắc, nhưng lại bị phản chấn đến đạp cạp chân lui lại. Huyết kỹ hạt quá mạnh, nàng cũng khó mà chống lại. Đi, chết đi. Đằng xà giết tới, một kiếm hủy diệt, công kích trực tiếp tới giữa lông mày Cơ Tuyết Băng, chính là một kích tuyệt sát. Lông mày xinh đẹp Cơ Tuyết Băng khẽ nhíu lại, lao lên trời bỏ chạy, né qua đòn tuyệt sát. Sau đó lật tay một kiếm chém vào lưng thái tử đằng xà tộc, một kiếm tịch diệt, mém chút nữa đem thái tử đằng xà tộc chém sống. Thế nhưng là đằng xà đang ở tại trạng thái huyết cơ giới hạn, thân thể cho dù bị chém toát ra trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, ngay cả máu tươi bắn ra cũng chảy ngược trở lại. Vén vẹn chỉ trong một chớp mắt, toàn thân trên dưới của hắn đã không còn một vết thương nào.